hai lô liền kề bất động sản ta nằm ngay đây nha quý vị. Đó, bất động sản nằm ngay đây, song hành trục đường D1, nơi xây dựng những dãy nhà phố thương mại của BKMX cực đẹp nha. Và di chuyển 200m thôi là chúng ta tới khu nghiệp 311 hectare của BKMX. Đặc biệt hơn nữa, lô đất này nằm đối diện quỹ đất xây dựng nhà cao tầng nha quý vị. Đây, đây là quỹ đất xây dựng nhà ở cao tầng. Và trước mắt chúng ta là tòa nhà cũng là trụ sở chính của BKMX nha. Đây là trụ sở chính của BKMX. Các đầu ngành đã hoạt động và đang làm việc tại khu vực này. Đặc biệt hơn nữa, nằm sát những dãy nhà phố thương mại của BKMX, nằm trên trục đường D1. Vị trí đất của chúng ta tiện xây ở, kinh doanh trong tương lai và có thể đi làm rất là gần tại khu vực này. Với bất động sản này cho thuê đều được, kinh doanh đều được, đầu tư thì quá đẹp. Với giá của ngày hôm nay chỉ 660 triệu trên một nền 150m2, chỉ có hai nền duy nhất. Quý hàng nhanh tay gọi Trọng Thơ để sở hữu một trong hai vị trí cực đẹp này nha. Hẹn gặp lại quý hàng tại BKMX Trần Thành Bình Phước. Gặp Trọng Thơ xem đất và chúng ta chốt vị trí này nha.